Sau hai vòng thi với nhiều nhận xét và góp ý từ ban giám khảo, các nghệ sĩ ở bảng 4 đã có những bước tiến hoàn hảo hơn trong từng phần trình diễn. Và tuần này, chủ đề thương quê hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những phút giây thật đặc biệt khi những câu chuyện cũ được tiếp diễn, những tài năng mới dần lộ diện, những đam mê đang được đánh thức và những giới hạn đang dần bứt phá. Hãy đón xem tập 15 của Đánh thức đam mê mùa 2 được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 18 tháng 2 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ 7 ngày 19 tháng 2 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.